Lần đầu tiên có đại diện đến từ Việt Nam tham dự một trong năm triển lãm ô tô lớn nhất thế giới và quan trọng nhất châu Âu. Paris Motor Show là một trong những sự kiện thường niên được chờ đợi nhất của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Triển lãm năm nay sẽ diễn ra vào 2 tuần đầu tiên của tháng 10. VinFast cho biết tại triển lãm năm nay, hãng sẽ chính thức giới thiệu với công chúng toàn cầu 2 mẫu xe đầu tiên của Việt Nam. Nhà sản xuất xe Việt sẽ giới thiệu 2 sản phẩm đầu tiên gồm sedan và SUV tại triển lãm lần này. Với những hình ảnh ngoại thất đã được tiết lộ, gian trưng bày của VinFast được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ là một trong những điểm nhấn của triển lãm 120 năm tuổi tại Paris. Theo đó, một trong những yếu tố gây chú ý với giới truyền thông và công chúng quốc tế là lần đầu tiên một đại diện đến từ Việt Nam tham gia triển lãm xe hơi quan trọng bậc nhất. Nhiều chuyên gia nhận định việc VinFast hiện diện tại Paris Motor Show không chỉ là lời khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt mà còn giúp điền tên Việt Nam lên bản đồ công nghiệp ô tô thế giới. Bên cạnh đó, VinFast còn sở hữu kỷ lục trong ngành khi chỉ mất chưa đến một năm để đưa những chiếc xe của mình tham dự vào một sự kiện quy mô và tầm cỡ như Paris Motor Show. Chia sẻ trên tờ tạp chí Auto Week, nhà báo Jay Ramey viết, VinFast đã tìm ra một cách mới mẻ để khởi đầu thương hiệu ô tô, và ngay chặng đầu tiên, VinFast đã lập kỷ lục phát triển mẫu xe trong 11 tháng. Như nhà báo Jeremy nhận định, chính là việc VinFast đã tập hợp được tất cả các đối tác và nhà cung cấp tốt nhất trên toàn cầu vào chuỗi giá trị ô tô Việt Nam. Cụ thể, xe của VinFast là kết hợp bởi sự sáng tạo của Pininfarina trong thiết kế, kỹ thuật và kinh nghiệm của BMW, cùng với tư vấn kỹ thuật của Magna Steyr và AVL. Nhiều chuyên gia cho rằng VinFast đã cho ra đời những chiếc xe với đặc điểm, bản sắc Việt, thiết kế Italy, kỹ thuật Đức, tiêu chuẩn quốc tế. Sự tự tin của VinFast còn được khẳng định qua việc hãng xe Việt chủ động lựa chọn sân chơi lớn Paris Motor Show, nơi hội tụ những thương hiệu lớn của làng ô tô thế giới như Bentley, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Maserati và rất nhiều hãng nữa để tỏa sáng. Tại sân khấu Paris Motor Show năm nay, các hãng xe cũng giới thiệu những mẫu mới nhất, tích hợp công nghệ hiện đại, ví dụ Audi mang đến bộ đôi mới nhất Q8 SUV lớn nhất hãng từng chế tạo và Q6 e-tron, SUV chạy hoàn toàn bằng điện. Còn BMW giới thiệu mẫu Cooper cao cấp 8 series trước khi bắt đầu giao hàng cho khách vào cuối năm nay. Công nghệ cũng là một điểm nhấn của mẫu xe điện EQC của Mercedes-Benz với khả năng di chuyển 400 km cho một lần sạc. Vào lúc 15:45 chiều giờ Việt Nam, VinFast chính thức ra mắt 2 mẫu xe sedan và SUV tại triển lãm Paris Motor Show năm 2018. Sự kiện ra mắt sẽ đồng thời livestream trực tiếp trên website và fanpage của VinFast cùng hệ thống các kênh truyền thông uy tín cả nước. Theo anh Vũ, VnExpress,